Vừa cho màn hình tối còn nghiêng đi là không thấy rồi. Gọi là dán cường lực tối à? Cường lực chống chống nhìn trộm nó gọi là cường lực chống nhìn trộm và chống nhìn trộm à, chống nhìn trộm thế là xe điện đi là cái đấy bây giờ quay em để màn hình tối cho nó đỡ tối pin coi như này hả, cho nó đỡ tối pin cả đỡ gì ra lâm tầm bao nhiêu lâu rồi chị?